xuống đi bộ với con làm gì để coi à. Các bạn hình giới thiệu cho mình giới thiệu chợ nổi là hình như chợ trên sông. Bán mực
是啊，不能的。Ở đây là chợ nổi, nổi với nước nè. Ừ, bán đồ với nước. Ừ, nước. Nè, coi nè, bà bán. Ồ, bán xoài, nè, xoài. Nè, sát xài luôn nè. Đó. 50 bạc. Có cái kia đó. 50 là... Thịt gà điểu. Đó, gà điểu. Xuồng đi ra luôn. Này, kem gì đó? Kem Thổ Nhĩ Kỳ. Ờ, đó, rồi. Chụp ra luôn, bóp 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 bóp. Rồi, thôi, Thổ Nhĩ Kỳ luôn. Rồi. Nghe. Đi Thổ. Tại đây, nghe. Thổ Nhĩ Kỳ. Kem Thổ Nhĩ Kỳ. Chụp ra, bóp 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 bóp. Rồi. Để, cái này nó có ăn rồi, nó biết rồi. Thổ Nhĩ Kỳ phải không? Ăn cơm còn no, nó nãy ăn cơm giờ còn no, chưa tiêu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tao tao đúng thấy vậy đó chạy qua đó thấy mày chẳng là tụi đi tụi tao đặt cái nó bảo là tao tiền ra cái gì này cháy gì vậy? Cái nước không? Hả? Cái nước. Có đá ăn. Nhà nước ba chục. Ba chục. Ba chục. Ủa cầm đàng hoàng anh Xu. Vừa nước các bạn ơi, vừa nước vừa thái ngon lắm. Đi hào hay đi về. Sáng cái sáng là đi bụi là vô lô vô suối là đi. Ai đi về bụi là đi. Khảm mà, khảm mà. Khảm. Khảm cái việc mà. Nghĩa hào dám hả? Ba uống hả? Cho vừa nước đi. Vừa nước ngon quá. Vừa nước Thái ngon quá. Ủa hấu còn dây luôn hả đi kì. Vừa nước cái này là cái gì quên hả? Ôi xoài. Chị sáp giống như đặc quá rồi. Cái nước luôn. Giống y chang. Cái đó mình có. Tại ông không uống. Đi Tây Ninh á, nhiều lắm. Ông thấy thôi. Gì năm hồ á này hàng chợ luôn tới 200 mấy bạc 250 rồi này di nịch nè. Chú đi rồi kìa. Đi. Bố mua một chút nó trở ra kêu ăn chú đi đưa tiền. Đưa
để đi bộ, ông làm dắt nó đi mua, lại đây, kế bên đây nè. Đây 250 nó 5% mà. Cái gì? Xây lại đàng hoàng, 100. Đợi nó đỡ là 100 đó. 250. Nè, 200. 200 300 thôi, thì lại đây mua bao nhiêu cái đi. Tay con nhỏ, tay con nhỏ, đeo bằng nhỏ con. Nè thích cái này phải không? Kim dợm này nó có kim chả không kim? Chú mua cái gì? 3,5 hả? À biết. 3,15 rồi. Chú mua cái gì? Ai đừng có rờ nữa. Không có lấy cái đó. Mấy cái này đẹp sao không lấy? Cái nào đẹp? Con nít nè. Nít đẹp nào? Không không, con meo meo à. Ở đợi bơi kìa. Bắt tay da. Bắt tay da. Hàng sale 150. Cái áo 150 bắt tay da. Áo màu đen, màu trắng rồi. Vô mua cái này. Giải được không? Thế đi khó thô đi cười. Cái này quá. Mèo không có mắt đâu. Cái này dơi hả? Cái này áo này. Cái này không? Cái này bay hả? Cái này không đen. Một cái áo 150 nha. Cũng đẹp. Để đây coi. Còn là loại 50 trà, size SML, XL. Một cái áo chừng 150 bạc nha. Rồi mình đi tiếp nha. Thôi ngâm ngâm chân cho cá đĩa kìa, massage chân kìa. Không. Nhiều không. Tạo giá cho người ta biết đã, 100 bạc đi ăn nè, bà ổng đi đâu nè, chỉ có một tiếng đồng hồ thôi đó, 100 bạc đi kiếm kìa. Đang quay phim nữa gì mẹ. Rồi đang quay phim. Thì không chụp. Cái tay đâu cầm, dắt này nữa. Tôi có cây tôi chưa xài được nữa.
Bỏ tôi mới chế cái cây này vô. Rồi về đi, vừa ăn uống nước rồi. Ngon quá, nó ngon vừa, nó ngon thơm thơm béo béo nha. Anh là đi ra, Cam là đi vô, mình đi vô rồi, giờ mình đi ra. Vô gai cũng được. Vô ra gì, vô ra đá nó rõ ràng. Một giam à. Đâu nè, vô là màu cam, ra là màu xanh nè, của tên nè, thấy không đại ca? Rồi gọi ông qua ông đâu rồi? Rồi coi. Ủa nãy này đường nãy mua đi, đi cứ đi, cứ đi vô này thôi. Nãy vô đường kia, này giờ đi đang đi vô nè. Tới đi coi coi chỗ đầu biết. Đại dùng thực rác đi, cầm hoài. Uống gì mà nhịn, cầm cầm với con nít gì. Uống một ly uống. 50 đủ rồi, 100 bạc đủ đeo vô con, để ba đeo cho không có những cái mức nữa. Rồi xong. Bao nhiêu? 2 giờ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nó không sầu riêng, nó không mua ăn trên xe mà không được, mình mua cùng mới đi ăn, mới ăn từ từ thưởng thức ăn gì tới giờ chạy ngoài đó. Ừ. Đi đi giờ mới dịp hoài đang sau lưng. Nó sao màu đỏ luôn rồi. Kìa mấy con BD rồi ha. Có BD mình nãy đứng đây phải không?